Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua đã đọc một đoạn rap trong bài hát nổi tiếng Lose Yourself tại một sự kiện vận động cho bà Harris ở bang chiến trường Michigan. Tờ The Hill ngày 23 tháng 10 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và rapper nổi tiếng Eminem mới đây đã cùng nhau xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử cho Phó Tổng thống Kamala Harris ở thành phố Detroit, bang Michigan. Trong sự kiện này, ông Obama đã làm cử tri vô cùng thích thú khi đọc một đoạn rap trong bài hát từng giành giải Oscar là Lose Yourself của chính Eminem. Ông Obama nói trong tiếng reo hò của đám đông, "Tôi đã tham dự rất nhiều sự kiện vận động tranh cử nên thường không cảm thấy lo lắng hay căng thẳng, nhưng tôi cảm nhận được điều này khi phải xuất hiện sau Eminem." Ông Obama kêu gọi người dân ở Detroit và Michigan đi bỏ phiếu sớm. Ông nói, "Detroit, chúng ta sẽ có cơ hội để chọn một thế hệ lãnh đạo mới cho nước Mỹ. Phiếu bầu của mọi người rất quan trọng. Đây sẽ là một cuộc đua rất sít sao. May mắn là bà Harris đã sẵn sàng cho vị trí này. Bà ấy là người đã luôn đấu tranh cho những cộng đồng cần tiếng nói." Trong thời gian vừa qua, ông Barack Obama đã liên tục xuất hiện ở các bang chiến trường để thu hút thêm cử tri nam da màu cho bà Harris. Còn bên kia chiến tuyến, cựu Tổng thống Donald Trump lại cho rằng ông Obama đang chia rẽ đất nước khi vận động thay cho bà Harris. Ông Trump nhận xét, "Tôi đã xem cách ông Obama nói chuyện trong các cuộc vận động gần đây. Ông ấy dường như đang đối sức và cố gắng chia rẽ đất nước." Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 22 tháng 10 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng bà lo ngại ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử ngay cả trước khi phiếu được kiểm. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11. Song bà hiện đang tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ cố tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đề cập đến vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bà nói, "Có một người, đó là ông Trump. Ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng. Người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng." Khi đó, những người ủng hộ ông Trump đã cố ngăn cản việc xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Donald Trump đã từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, khẳng định sai sự thật rằng bầu cử có gian lận. Ông chỉ trích một loạt tổ chức và cá nhân mà ông cho rằng đã can thiệp vào bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo, những nỗ lực gieo rắc mầm mống nghi ngờ của ông Trump hiện nay có thể được sử dụng để kích động những người ủng hộ sau khi bầu cử diễn ra, và ông sẽ cố gắng giành quyền lực bằng cách tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ. Hiện nay, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Ông Trump và bà Harris vẫn đang trong thế giằng co với các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên tỏ ra ngang tài ngang sức trên toàn quốc và ở 7 tiểu bang chiến trường quan trọng. Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho tổ chức phi lợi nhuận Future Forward nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Khoản quyên góp được chuyển đến đơn vị phi lợi nhuận của Future Forward là Future Forward USA Action. Những nhà tài trợ cho đơn vị này không tiết lộ danh tính, vì vậy những khoản quyên góp của Bill Gates sẽ không bao giờ được công khai. Các nguồn tin cho biết trong những lần trao đổi riêng tư với nhóm tỷ phú, trong đó có cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg, Gates đã bày tỏ lo ngại về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử. Tỷ phú Mỹ chia sẻ với tờ New York Times, "Tôi ủng hộ các ứng cử viên cam kết chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, phát triển phúc lợi y tế. Tôi từng làm việc với rất nhiều chính trị gia từ nhiều nước, nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rất khác biệt." Chuyên gia nhận định quan điểm này thể hiện thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của ông Gates sau nhiều thập kỷ đứng ngoài chính trường. Phát ngôn viên của cựu thị trưởng Bloomberg và nhóm Future Forward đều từ chối bình luận. Ông Bloomberg và tỷ phú Bill Gates là những người bạn lâu năm cùng tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện và đặc biệt chú trọng tới các vấn đề sức khỏe cộng đồng và biến đổi khí hậu. Tỷ phú Bill Gates nắm trong tay khối tài sản ròng ước tính 162 tỷ đô la Mỹ, từ lâu đã được những người bạn và nhà tài trợ Đảng Dân Chủ khuyến khích tham gia đánh bại ông Trump, nhưng ông luôn từ chối.
Các cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng cuộc đua giữa hai ứng viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vào tháng sau rất khó đoán do tỷ lệ ủng hộ họ nhận được gần như ngang nhau. Theo tạp chí Forbes, cho đến nay có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ Harris trong cuộc chiến chống lại ông Trump, nhưng một trong những người giàu nhất thế giới Elon Musk đang ủng hộ ông Trump. Theo số liệu phân tích của Financial Times từ tháng 7 đến cuối tháng 9, chiến dịch tranh cử của bà Harris cùng các tổ chức hậu thuẫn đã thu về 971 triệu đô la Mỹ, trong khi toàn bộ số tiền mà chiến dịch của ông Trump huy động được từ tháng 1 năm 2023 đến nay chỉ đạt 894 triệu đô la Mỹ. Tính từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử vào ngày 21 tháng 7, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ từ 4,9 triệu nhà tài trợ, gấp 3 lần so với 1,37 triệu nhà tài trợ của ông Trump trong cùng khoảng thời gian. Thông tin về số tiền quyên góp khổng lồ của bà Harris xuất hiện trong bối cảnh cả hai ứng viên bước vào giai đoạn căng thẳng của cuộc đua với chỉ 2 tuần trước ngày bầu cử năm tháng 11. Cả bà Harris và ông Trump đều đang dốc toàn lực để vận động tại các bang chiến địa quan trọng và chạy các chiến dịch quảng cáo tốn kém nhằm thuyết phục cử tri. Khi tính thêm các khoản đóng góp từ các siêu ủy ban hành động chính trị, Super PAC, cuộc đua tài chính giữa hai ứng viên càng trở nên sít sao. Từ tháng 1 năm 2023 đến cuối tháng 9 năm 2024, chiến dịch của bà Kamala Harris và ông Biden đã huy động được 1,58 tỷ đô la Mỹ so với số tiền 894 triệu đô la Mỹ trong chiến dịch của ông Trump. Khi cộng thêm các khoản từ Super PAC, nhóm ủng hộ bà Harris và ông Biden đã gây quỹ tổng cộng 1,89 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 370 triệu đô la Mỹ so với 1,52 tỷ đô la Mỹ của các nhóm ủng hộ ông Trump. Phần lớn nguồn tài trợ của ông Trump đến từ các Super PAC, trong đó 4 tỷ phú gồm Timothy Mellon, Miriam Adelson, Elon Musk và Richard Ulein đã đóng góp tổng cộng 395 triệu đô la Mỹ. Theo tờ New York Post của Mỹ, một cuộc trò chuyện riêng không qua micro của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama được cho là về bà Kamala Harris mà một người đọc khẩu hình chuyên nghiệp đã giải mã được. Theo tờ New York Post, đánh giá thẳng thắn rõ ràng về vị thế của Phó Tổng thống Kamala Harris trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đã diễn ra khi hai Tổng thống Đảng Dân Chủ gần đây nhất của Mỹ trò chuyện tại một buổi lễ tại Nhà Trắng. Theo bản dịch được tạo ra bằng cách phân tích chuyển động môi trên video ghi hình cuộc thảo luận, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, bà ấy không mạnh bằng tôi. Tôi biết điều đó đúng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng ý và nói thêm, chúng ta có thời gian. Ông Biden đáp, đúng vậy, chúng ta sẽ giải quyết kịp thời. Trước đó một lúc, ông Obama nói, điều quan trọng là chúng ta có thời gian bên nhau, có thể là ám chỉ đến việc vận động tranh cử cùng với bà Harris. Người dịch cuộc đối thoại cho The New York Post là Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình pháp y tại London, người bị điếc bẩm sinh và đã phục vụ với tư cách là nhân chứng chuyên môn được chứng nhận của Đại học College London cho các đương sự, cảnh sát và nhà báo trong 16 năm. Mặc dù tên của bà Harris không có trong bản phiên âm của Freeman, nhưng vẫn chưa rõ cuộc trò chuyện có thể liên quan đến ai khác. Freeman mô tả cuộc trò chuyện là rất ủng hộ và cho biết ông ấy nhận thấy không có căng thẳng giữa ông Obama và ông Biden, như đã được suy đoán trong bài bình luận lan truyền do có lúc ông Obama lắc đầu. Ông Biden đã bị các thành viên Đảng Dân Chủ buộc phải từ bỏ đề cử của đảng để ủng hộ bà Harris vào ngày 21 tháng 7. Các nguồn tin của Đảng Dân Chủ đã bị chia rẽ khi được hỏi về bản dịch. Một số nói rằng họ tin rằng đây là sự trung thực về tình trạng của cuộc đua năm 2024 và những người khác bày tỏ sự hoài nghi mạnh mẽ đến mức họ đặt câu hỏi về tính chính xác của kịch bản. Một nguồn tin của Đảng Dân Chủ cho biết, ngay từ đầu đã có nhiều lo ngại rằng bà Harris không phải là sự thay thế mạnh mẽ cho ông Biden, người rõ ràng là một con tàu đang chìm, nhiều đến mức nhiều thành viên Hạ viện đã đưa ra ý tưởng về một đại hội mở hoặc loại bỏ bà Harris khỏi tấm vé cùng với ông Biden. Người phát ngôn của Tổng thống Biden, Andrew Best, chế giễu, một chuyên gia đọc khẩu hình, có phải người xoa dịu cánh hữu thông thường của bạn đã khiến họ vắng mặt không? Chỉ có Tổng thống Biden và Tổng thống Obama mới biết họ đã thảo luận những gì, nhưng chắc chắn không phải vậy. Một nguồn tin thân cận với cựu Tổng thống Barack Obama không phủ nhận bản dịch nhưng cho biết chỉ có Tổng thống Obama và Tổng thống Biden mới biết họ đã thảo luận những gì ngày hôm qua. Bất kỳ khẳng định nào khác đều vô lý. Trong khi đó, hai cựu quan chức Nhà Trắng của ông Biden, những người đang nỗ lực ủng hộ việc ứng cử của bà Harris, nói với The Post rằng họ bị choáng váng trước bản dịch và nghi ngờ rằng nó có thể chính xác.
Tỷ lệ ủng hộ với bà Kamala Harris, 59 tuổi, đã tăng mạnh trong cuộc bỏ phiếu ngay sau khi thay thế ông Biden làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Nhưng kể từ đó, bà Harris có kết quả không ổn định trong thăm dò quan trọng ở các bang xoay vòng.